Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về vụ dẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thưa quý vị, giới chức Hàn Quốc thông báo là ít nhất 19 người nước ngoài được xác định thiệt mạng trong thảm kịch này. Quốc tịch của các nạn nhân bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy. Cho đến thời điểm này, thì trong số 151 người thiệt mạng, gần 100 người là phụ nữ, 53 người là nam giới. Ngoài ra có hơn 153 người khác bị thương trong thảm kịch, trong đó có 19 người bị thương nặng. Phần lớn các nạn nhân trong thảm họa này ở độ tuổi 20 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân cho tới khi tình hình được kiểm soát và cho đến thời điểm này thì tất cả con đường dẫn tới khu vực xảy ra thảm kịch đã đều bị phong tỏa. Giới chức Hàn Quốc cho biết là đang tiếp tục công tác khắc phục, cứu chữa cũng như xác định danh tính nạn nhân do có nhiều người không có giấy tờ tùy thân. Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ việc này để ngăn chặn xảy ra những vụ việc tương tự và đồng thời xem xét sự an toàn của toàn bộ các lễ hội Halloween cũng như là các lễ hội khác ở các địa phương. Thưa quý vị, vụ dẫm đạp vào tối ngày 29 tháng 10 ở khu phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc là thảm kịch chết người tồi tệ nhất kể từ sau vụ chìm phà Seoul vào năm 2014. Hầu hết nạn nhân là người trẻ ở trong độ tuổi vị thành niên. Buổi lễ mừng Halloween bỗng biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng và có những bậc cha mẹ hay những người nước ngoài đến nay vẫn chưa thể tìm được thấy người thân. Tại một trung tâm cộng đồng ở thủ đô Seoul, rất nhiều người lo lắng và tuyệt vọng đi tìm người thân khi không thể liên lạc được với họ. Anh Nathan Taverniti, một công dân Australia sống ở thủ đô Seoul. Anh cùng với ba người bạn khác đã ở Itaewon vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một người đã thiệt mạng, hai người còn lại bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện. Một người bạn của tôi đã chết, lượng người quá đông nên các bác sĩ cấp cứu đã không thể đến kịp một người mẹ thức trắng đêm ở bệnh viện, bà đang tìm con vì không thể liên lạc được với người thân. Dù đã có danh sách xác định danh tính của những người thiệt mạng, song bà vẫn không thể tìm thấy con. Tôi đã kiểm tra danh sách nhưng không thể tìm thấy tên con. Tôi đã báo với cảnh sát nhưng có lẽ con tôi đã chết. Trong nhiều giờ đồng hồ, những chiếc xe cấp cứu đổ về các bệnh viện để tiếp nhận thi thể. Chính quyền thủ đô Seoul cho biết, đến thời điểm này, họ đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ dẫm đạp. Khoảng 60 nhân viên đã được điều động đến 50 bệnh viện để hỗ trợ tăng quyến của các nạn nhân, trong đó có nhiều người ở trong độ tuổi thanh thiếu niên. Theo lời kể của nhân chứng, nhiều người có mặt ở Itaewon lúc đó đang trong tình trạng say xỉn. Một số người đánh nhau ngay khi bữa tiệc mới bắt đầu. Một số nhân chứng khác lại cho biết, Hoàn cảnh hỗn loạn là do chính quyền địa phương đã không chuẩn bị kỹ lưỡng công tác an ninh. Tôi đến đây vào lúc 10 giờ tối và chứng kiến thảm kịch lúc đó. Mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, quá đông người nhưng lực lượng chức năng lại mỏng. Thảm kịch xảy ra khi đám đông chen lấn nhau tại con ngõ hẻm nhỏ và dốc, không có lối thoát. Một vài người vấp ngã trên đường dốc trong khi đám đông phía sau tiếp tục chen lấn giới chức Seoul đã triển khai 142 xe cứu thương và hơn 1.700 nhân viên cứu hộ tới hiện trường. Tuy nhiên, đường phố quanh khu vực Itaewon rất hẹp, còn người tham gia lễ hội Halloween thì quá đông, nên lực lượng cấp cứu ban đầu rất khó tiếp cận để đưa nạn nhân tới bệnh viện. Một số phương tiện truyền thông ước tính có khoảng 100.000 người đã tham gia lễ hội này. Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định sẽ sớm mở một cuộc điều tra liệu các quán bar và các câu lạc bộ trong khu vực có tuân thủ các quy định về an toàn hay không. Hãng tin RT của Nga dẫn lời tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết, Mỹ không còn là quốc gia dẫn đầu ngành năng lượng hạt nhân dân sự. Tại một hội nghị do quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế tổ chức mới đây, ông Rafael Grossi cho rằng Lâu nay thì Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 là cường quốc hạt nhân, nhưng nay đã bị Nga và Trung Quốc dẫn trước. Ông Grossi cũng nêu rõ là mô hình kinh doanh linh hoạt đã tạo điều kiện cho phép hai nước xuất khẩu công nghệ năng lượng hạt nhân ra nước ngoài. Theo báo cáo tháng 7 của S&P Global thì thị phần sản xuất điện hạt nhân của Mỹ và châu Âu dự kiến giảm từ khoảng 20% xuống còn 15% vào năm 2035, trong khi Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng lên gần 10%. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định cam kết gây dựng lại vai trò dẫn đầu của mình trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và hành động vì khí hậu. Thưa quý vị, Nga cho biết là chỉ 3% số thực phẩm xuất khẩu từ các cảng biển của Ukraine theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian đến được với những nước nghèo nhất, trong khi phương Tây thì chiếm một nửa tổng số chuyến hàng. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế ngay sau đây. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga ông Dmitry Pachusev cho biết nước này sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo nhất trong 4 tháng tới với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Nga và Ukraine ký sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen vào ngày 22 tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng triệu tấn ngô, lúa mì và các sản phẩm từ hoa hướng dương, lúa mạch, hạt cải và đậu nành đã được xuất khẩu từ Ukraine. Nhưng theo số liệu Nga công bố vào hôm 28 tháng 10, chỉ 3% số thực phẩm xuất khẩu từ các cảng biển của Ukraine theo thỏa thuận đến được với các nước nghèo nhất, trong khi các nước phương Tây chiếm một nửa tổng số chuyến hàng này. Chính phủ Ấn Độ vừa chính thức gia hạn thêm một năm lệnh hạn chế xuất khẩu đường đến tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, nước sản xuất đường lớn nhất thế giới này dự kiến vẫn ấn định chỉ tiêu doanh số xuất khẩu trong năm nay và hạn ngạch xuất khẩu cho mùa vụ hiện tại có thể được công bố vào tuần tới. Quyết định hạn chế xuất khẩu đường của Ấn Độ nhằm kiềm chế đà tăng giá đường trong nước sau khi xuất khẩu đạt mức kỷ lục trong bối cảnh giá đường thế giới ở mức hấp dẫn. Các thương gia Ấn Độ đã bắt đầu ký các hợp đồng xuất khẩu đường thô trong mùa này để bù lại việc sản xuất đường trong năm nay bắt đầu chậm hơn mọi năm do mưa cháy mùa trong nửa đầu tháng 10. Tân Bộ trưởng Y tế Italia Orazio Schillaci cho biết, các bác sĩ và y tá bị đình chỉ công tác do không chịu tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ sớm được trở lại làm việc. Nguyên nhân chính phủ Italia đưa ra quyết định này là do sự thiếu hụt đáng lo ngại số lượng nhân viên y tế cùng với sự rụt giảm số ca mắc COVID-19 chính phủ mới cũng sẽ hủy bỏ khoản tiền phạt đối với tất cả những người trên 50 tuổi chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Bộ Y tế Italia cũng cho biết sẽ coi việc dần dần trở lại bình thường là phù hợp và sẽ đình chỉ công bố dữ liệu hàng ngày về tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19. Thành phố Thượng Hải Trung Quốc đã bắt đầu triển khai vaccine COVID-19 dạng hít, trở thành một trong những nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng loại vaccine này. Loại vaccine không cần kim này thì được kỳ vọng là sẽ giúp việc phòng ngừa COVID-19 trở nên tiện lợi, dễ tiếp cận hơn, nhất là tại các quốc gia có hệ thống y tế hạn chế. Người dân ở Thượng Hải, Trung Quốc đang xếp hàng để nhận được những liều vaccine ngừa COVID-19 dạng hít đầu tiên trên thế giới. Vaccine được cấp miễn phí cho người dân trên địa bàn kể từ ngày 26 tháng 10 và dùng như liều nhắc lại cho những người đã tiêm phòng trước đó. Theo hướng dẫn của giới chức y tế, người dân sử dụng ống hít từ một chiếc cốc trắng mờ. Sau khi hít vaccine từ từ, mọi người cần nín thở trong 5 giây. Toàn bộ quy trình hít vaccine sẽ diễn ra trong khoảng 20 giây. Cảm giác giống như uống một cốc trà sữa vậy. Khi tôi hít vào, nó có vị hơi ngọt. Vắc xin ngừa COVID-19 dạng hít do công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc CanSino Biologics phát triển. Đây là phiên bản cải tiến của vắc xin dựa trên adenovirus, loại virus cảm lạnh vô hại, dạng tiêm một mũi của công ty. Vắc xin truyền thống của hãng đã được phê duyệt tại hơn 10 nước như Hungary, Pakistan, Malaysia, Argentina và Mexico. Vaccine ngừa COVID-19 dạng hít được phê duyệt vào tháng 9 dành cho những người đã tiêm 2 hoặc 3 liều trước đó. Nghiên cứu cho thấy vaccine này có thể kích hoạt phản ứng của hệ thống miễn dịch. Các loại vaccine dạng hít, phun xương có thể chống lại virus trước khi nó xâm nhập vào phần còn lại của hệ hô hấp. Dù vậy, hiệu quả phụ thuộc nhiều vào kích thước của các giọt dung dịch. Giọt vaccine lớn sẽ củng cố khả năng phòng vệ ở tế bào, vùng miệng và cổ họng, còn giọt nhỏ sẽ đi sâu hơn vào cơ thể. Với loại vaccine mới, Trung Quốc kỳ vọng có thể triển khai liều tăng cường cho nhiều người hơn trước khi nới ra các hạn chế nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19. Vaccine dạng hít cũng phù hợp với những người mắc chứng sợ kim tiêm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.